Hồi sớm tinh sương xin cho con nghiệm thấy tình thương của Ngài. Từ buổi sớm tinh sương xin cho con nâng tâm hồn con lên tới Chúa. Chúa dắt con bước đi mỗi ngày, Chúa đỡ nâng suốt con đường dài, ngàn hồng phúc chất trên bờ vai. Xuống suốt quãng thời gian, lòng cảm mến sóng dâng ngập tràn. Từ giọt nắng ban mai, xin cho con nhuần thấm tình yêu của Ngài. Từ giọt nắng ban mai, xin cho con no say tiệc yêu thương với Chúa. Có Chúa trong nắng mai huy hoàng, có Chúa trong nắng khi hôn hoàng, niềm hạnh phúc sẽ không mờ tan. Uống say đi nào trên yêu ngọt ngào, đời đẹp mãi tiếng ca lời kinh, vì đời sống có ơn thần linh, từng ngày sẽ chứa tràn ân tình. Cho con nguyện thân tình yêu của Ngài. Từ giọt nắng ban mai, xin cho con no say tiệc yêu thương với Chúa. Có Chúa trong nắng mai huy hoàng, có Chúa trong nắng khi hôn hoàng, niềm hạnh phúc sẽ không mờ tan. Mãi tiếng ca lời kinh, vì đời sống có ơn thần linh, từng ngày sẽ chứa tràn ân tình. Uống say đi nào trên yêu ngọt ngào, đời đẹp mãi tiếng ca lời kinh, vì đời sống có ơn thần linh, từng ngày sẽ chứa tràn ân tình. Uống say đi nào trên yêu ngọt ngào, đời đẹp mãi tiếng ca lời kinh, vì đời sống có ơn thần linh, từng ngày sẽ chứa tràn ân tình. Khi tôi lầm lỡ mới biết sớt chia với người lỡ lầm, khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than, khi tôi gian nan mới biết sớt chia với người khốn cùng, khi tôi đau khổ đời tôi mới biết lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng người muôn phương. Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thất vọng, khi tôi mù tôi sẽ hiểu bóng đêm bao sợ hãi, khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người cô quạnh, khi tôi thất vọng
đời tôi thấu nỗi chờ mong. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng ngời muôn phương. Khi tôi quỵ ngã mới biết đỡ nâng những người xa đọa, tôi hòa khóc tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn quá. Khi tôi lang thang mới biết đắng cay với người không nhà. Khi tôi đơn độc thì thương ai mất mẹ cha. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng người muôn phương. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng ngời muôn phương. Một lòng trắng trong giữa đời buồn nhớ, xin cho con thanh bần, lòng luôn chính ngay giữa đời gian hoa. Lạy Chúa, xin cho con thanh bần, cho con thanh bần, để lòng sáng trong nên chứng nhân tình trời. Lạy Chúa, xin cho đời con đẹp mãi ân tình trời, xin cho đời con sống vui trong tình Chúa. Lạy Chúa, xin cho đời con gieo mến thương vào đời, xin cho đời con luôn thắm tươi tình người. Dù đời lắm khi lắc đầu nhạo chê, xin cho con khiêm nhường, dù là tối đen giữa ngàn đau thương. Lạy Chúa, xin cho con khiêm nhường, cho con khiêm nhường, để làm muối men rao giảng tin mừng Ngài. Lạy Chúa, cho đời con đẹp mãi ân tình trời, xin cho đời con sống vui trong tình Chúa. Lạy Chúa, xin cho đời con gieo mến thương vào đời, xin cho đời con luôn thắm tươi tình người. Tựa ánh trăng chiếu rọi ngàn phương, xin cho con yêu người đẹp tựa áng hương giữa trời yêu đương. Lạy Chúa,
tìm Chúa yêu vang mãi trong trần đời. Lạy Chúa, xin cho đời con đẹp mãi ân tình trời, xin cho đời con sống vui trong tình Chúa. Lạy Chúa, xin cho đời con gieo mến thương vào đời, xin cho đời con luôn thắm tươi tình người. Lạy Chúa, xin cho đời con đẹp mãi ân tình trời, xin cho đời con sống vui trong tình Chúa. Lạy Chúa, xin cho đời con gieo mến thương vào đời, xin cho đời con luôn thắm tươi tình người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một người thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, sức vết thương cho người ấy và băng bó lại. Rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị bỏ rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, Thánh Gioan đã nói trong thư của Ngài rằng Thiên Chúa là tình yêu. Vâng, tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tình yêu của Chúa là tình yêu nhưng không và phổ quát dành cho hết thảy mọi người. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là giới răn mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi mỗi người Kitô hữu chúng ta. Tình yêu ấy đã được Chúa Giêsu hướng dẫn cách cụ thể cho người thông luật cũng như cho mỗi người chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Có thể với cái nhìn định kiến và hạn hẹp của mình, người thông luật chỉ nghĩ đến tình yêu dành cho tha nhân nơi những người cùng màu da, cùng chủng tộc hay cùng tôn giáo với mình mà thôi. Nhưng qua câu chuyện người Samari nhân hậu, Chúa Giêsu chỉ cho ông biết người thân cận là tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Và chúng ta phải là người thân cận của tất cả mọi mảnh đời trong xã hội hôm nay. Tuy nhiên, nhìn lại đời sống của mình, không thiếu những lần chúng ta đã phớt lờ đi những hoàn cảnh tang thương cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Lắm lúc ta tỏ thái độ ích kỷ như thầy tư tế và thầy Lê Vi trong câu chuyện,
khi cố tình làm ngơ hoặc dửng dưng trước những nỗi đau của tha nhân. Nhiều người trong chúng ta e ngại, không dám quan tâm đến những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những người gặp hoạn nạn vì sợ bị làm phiền, sợ mất thời gian, sợ hao tốn tiền của và sức lực. Quả thật, khi sống như thế, ta đã không thực thi giới luật yêu thương như Chúa Giêsu đã răn dạy. Chúng ta biết rằng mọi người đều được Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, và tất cả đều được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Ngài không muốn mất một ai. Đó là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi như chúng ta. Bởi đó, để xứng đáng có được sự sống đời đời làm gia nghiệp, ta phải thực thi giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã dạy. Một tình yêu nhưng không và phổ quát. Yêu như Chúa đã yêu. Cách cụ thể qua việc tận tâm giúp đỡ mọi người, nhất là những người đang gặp hoạn nạn, không phân biệt người đó là ai, theo mẫu gương của người Samari nhân hậu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta biết mở rộng lòng mình, biết chạnh lòng trước những nỗi đau của đồng loại mà tận tâm giúp đỡ. Nhờ thế, chúng ta mới hy vọng có được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và giữ lòng ghét ghen. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nóng ngày tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng
xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, biển chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Tantum ego sacramentum veneremus enui et antiquum documentum novos edar ritui restem fides supplementum sensum defectui. Zenitori, zenitoque, laudes jubilatio, salus honor virtus quoque, procedenti ab utroque compassi laudatio. Tantum ego sacramentum veneremus enui et antiquum documentum novos edar ritui. Restet fides supplementum sensum defectui. Zenitori, zenitoque, salus honor virtus quoque, sie benedictio, procedenti ab utroque, compassi laudatio. Lặng để nghe tiếng sóng, sóng xưa sâu trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sao vắng tanh, chót trái tim xanh tan nhanh. Nhìn, nhìn lên thánh giá, Chúa đang giang tay lặng im. Từ, từ trên thánh giá, Chúa có nghe con nài van. Vì, vì sao Chúa hay cứ như, như vô tình không
lòng con xót xa ôm nỗi đau riêng ngày ơi. Vì sao Chúa hay ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ. Vì sao Chúa đã lặng nhìn và muốn con lặng thinh, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình. Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta. Lặng để nghe Chúa nói thánh giá ta mang vì ai. Lặng để nghe Chúa khóc khi ta vô tình quay đi. Nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua. Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta. Lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau. Lặng để ta thấy Chúa xót chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên còn có hay đâu ngài ơi. Vì sao Chúa đời con lao đao bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ. Vì sao Chúa đã lặng nhìn và muốn con lặng thinh, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình. Vì sao Chúa nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình. Thank you.
thời gian cứ mãi dần trôi, cuộc đời con lênh đênh giữa đời, đường trần gian tăm tối mù khơi, khấn xin mẹ soi đường chỉ lối. Nguyện mẹ thương cho con biết nhận ra và rời xa nơi chốn xa hoa, để cuộc đời được dệt thành bài ca. Cuộc đời còn ngàn trùng khổ đau, con dâng mẹ như chuỗi kinh mắt con. Ôi lạy đức nữ quỳ lạy trái tim mẹ nơi ấm tình thương. Mẹ là chốn tựa lưng, mẹ luôn bên con trên muôn nẻo đường. Nay cuộc đời trong